Tất cả lĩnh thú nhận 200. Thật không vậy? Thật không vậy? Thật sao hôm nay trời độ à? Trời độ mình chắc là mình thua nhiều quá, thế lên là trời độ à? Trời độ rồi. Quá lại luôn. Cuối cùng trời cũng đội cho mình một ván Noman. Đánh chuỗi thua nhiều chục ván rồi. Mà đánh chuỗi thua là không có sách cơ. Chuỗi thua dạo này hiếm, mọc ra từ sách á. Sách như kiểu vật bảo tồn ấy. Quá hiếm luôn. What is my target? Master of the secret martial art. Thậm chí là mình bán con rat này đi, mình đánh 3 Noman. Được luôn. Không sợ gì hết. Cái ba nó mang đến quá khỏe. Chả sợ gì. Bán được rát thì cũng tiếc. Tiếc này bác. Nhưng mà nó quá khỏe, nó không thua được. Đánh thôi. Nhưng hơi tiếc nhỉ. Tốt quá, không nên bán anh Grab đi. Bây giờ đánh 2 trận thua rồi gì. 12 vàng. Thêm một con tướng 2 vàng nữa. Floor gánh nào. Floor 1. Nó cũng sợ, chắc sợ ông này. DPL này. Không, mình thắng. Đánh hôm nay thì mình thắng. Suzuki. Xem lại xem đi. Đấm. Ui, đấm không chết. Lo. Ui, sao mình hết bao nhiêu máu thì con lọ mình hút bấy nhiêu máu mà. Thấp tháp thì vào đâu đâu. Sát thương chuẩn, tanh thì trâu, chung quyết định đúng đắn, liều ăn nhiều các bạn, liều ăn nhiều, có thể lấy John được nhá, tùy. Cái này là ok rồi. Làm ăn chuỗi thắng 100 máu đánh game dễ, quá dễ rồi. Có phải anh đang đánh chuỗi thua à? Chuỗi thua mà đánh tận 4 tướng này. Violette Ignite cũng được. Nhưng mà not really my type, you know. Có floor 2 cần hết luôn. Lành tí nào. Ngon. What is my type? The sun shall vanquish darkness. Chiến binh sắc tính. Nhiều tướng kê. Không dùng.
Family, maybe lady. Không dùng. Hả? Trời. Tùy bạn thấy sao chứ mình thấy cái sách trận này ít lắm. Và sách sách mùa này ít. Ít kiểu gì? Tỷ lệ rơi đồ ít hơn hay là mình bị ảo giác nữa, nhưng mà hiếm khi thấy sách. Cái đồ món đồ i3 quá. Nên là anh em cứ ưu tiên thấy sách là lấy luôn nhé. Thôi được, không nói gì nữa. Không nói một cái lời nào luôn. Không nói gì nữa. Kìa, không nói gì nữa luôn. Không nói gì nữa. Không nói gì nữa. Ô. Không nói gì nữa. Nhầm. Không nói gì nữa. Bán, bán, bán. Chờ, chứ phải là xác định là thắng luôn đâu nhá. Cần cố gắng rất nhiều nhá. Cầm sách là thắng đâu. Cầm sách là thắng luôn thì hãy thắng, đúng không? Người chơi phải có cái đầu, tư duy, phải có kỹ năng, đúng không ạ? Hai đồ này chắc đánh nguyên tố, ba đồ này chắc đánh nguyên tố được. Nguyên tố à? Nguyên tố à? Không có rat à? Một rat thì cậu không cần giữ lại vào này. Ai mà giết được con đấy của mình vậy? Con floor của mình á. Con năng lực đấy. Con năng lực đấy. Đá khen. Anh bạn đang đánh gì? Bạn đang đánh trợ thủ Mama này. Ok anh bạn. Lên lau 2 không cần thiết. Mình cần hồi máu, hồi máu đi lo. Nho này chuỗi thắng. Chưa có flo hai nhỉ? Không có flo hai này chắc. Trước đấy nhà đánh nguyên tố, một nhà hai nhà. Đồ này đánh chuẩn nguyên tố luôn rồi, còn bàn chặn gì? Mà chưa thấy một con tướng nguyên tố nào mọc ra để mình đánh. Trời, bạn này thì cầm nguyên tố 3. Đồ này thì hợp nguyên tố lắm rồi nhá, nhưng mà
tại vẫn chưa có gì để mình đánh nguyên tố cả, nên là cứ bình tĩnh lô lên 8 thôi. Này chắc mình lên 8 rất là sớm, chắc sớm nhất bản đồ này rồi. Lên 8 sớm, lên 7 vẫn sớm này. Đan thì mình lên 7. Mình lên 7 lâu rồi ấy, còn mình lên 7 mới lên. Mình còn 6 nhiều ấy. Những người đang đuổi thôi. Đây, nguyên tố đây. Ui, bắt hai bên luôn. Ui, cái gì này? What the hell? Ôi, bạn này cũng đồ nguyên tố hợp quá này. Đi hai hai. Dan Snow rồi đấy. Sang liều. Sẽ thủ rồi. Thủ teo, hai con teo. Nhiều đam ấy. Không chọn vị trí. Bio mùa trước ngu dã man. Nghỉ ngang lau đi. Tạm thời này đang khỏe thôi chứ. Luôn khóa lại rồng mà con floor đi diêu rồng con nếu cho con lau hơn nữa rồng chưa thủ được mấy quả đẹp đẹp này. Đồ cho lau. Này thì mình là nhất. Mình là nhất. Chết rồi, không khóa lại thì mất con Azenka. May. May mình khóa lại. Đẹp thế nhỉ. Nguyên tố chết rồi. Nguyên tố à. Ca là Noma Nguyên tố ấy. Sắc truy hồn. Sắc truy hồn. Choi này. Bùng nổ vào đây đi. Đây đi. Choi cho con floor. Lệnh cho người nghèo. Đó, đó. Trợ thủ nguyên tố. Đúng, khá hợp cho con voi rồi. Dòng gánh, dòng floor gánh. Bỏ floor thì sẽ ít đam quá. Xem, ok. Chưa bỏ floor rồi đâu. Mình đang không có đam. Thiếu một hạ ám à. Bà bỏ con Noman, bỏ hai con Noman đi. Noman đi. Thắng tướng. Khó nghĩ quá mà đừng nghĩ mình khó khăn này. Trợ thủ đi, bán hàng như nào. Trợ thủ này. Nguyên tố này. Bán này này. Này. Ok. Thời thế. Nguyên tố thì bỏ hai ra phần con floor. Đó là thế, thế là đó. Ok, ok. Ok. Không. Bùng nổ ném cho con khác. Nhà nguyên tố thì chưa đủ, chưa đầy. Rồi, ok. Nâng cấp này. Alice. Zee đi vào này, mình chọn con Zee. Zee 2, con này 2, cắt. Còn con cát khóa lại. Rồi, thua. Đến lúc thua rồi. Cần phải bán floor. Nhưng mà rất tiếc lại chưa thua các bạn ạ. Mình bán hai đồ này cho con nào.
Nếu mà lên được floor 2 thì lên, không thì sẽ bán. Azeka không lấy nữa, Zeal không lấy nữa, Sephira không lấy nữa. Tạm thời thế này, sẽ bùng nổ này. Sẽ bùng nổ. Cho cho thằng này. Cho thằng floor hai đồ này cho floor nốt, thằng floor 2 vẫn đang được. Cho đồ này. Azeka 2. Bây giờ cần con Lumbua, Lumba Lumbua. Và cần con voi. Azeka. Ôi trời, đồ này quá hợp cho voi rồi ý. Đánh voi sớm. Chưa có voi. Đặt cái floor vậy. Voi, nắp cụt luôn. Lumbua đây rồi. Hay Lumbua rồi. Azeka. Voi. Voi vào hơi sớm nhưng mà tôi tặng đến tặng voi một. Voi đâu? Voi trước bùng nổ. Ok, hai hắc ám, bán hai thằng này đi. Hai hắc ám à? Không đủ hai hắc ám. Roll tiếp. Azenka không lấy, voi lấy, rồng lấy, nắp lấy. Miền Trung đang là thế này. Ok. Nắp, thằng nó đánh đồ cho thêm con nắp này được không nhỉ? Nắp thì ném thêm một đồ cho nó. Coi ba đồ. Lo chắc không xin chết mình được đâu. Máy thêm một máu, thổi thêm hai sắc. Ngon. Cố gắng vẫn giữ chuỗi 100 nào. Cố lên. Không phải để floor đấy nhá, bởi vì thằng gã hơi thiếu đam. Nhưng mà floor chết luôn, học đại pháp sư đây rồi. Pháp sư ném cái này cho con nắc. Không, ném cái này cũng đang ném cho con nắc đi. Nắc 3 Choi này, tải nó nắc. Choi ra ngoài này. Choi này cũng hợp lý lắm nhỉ. 17. Roll lên giấy gì ra. Lấy rồng, lấy rồng lấy voi. Azenka, Lumbua. Cũng đất Lumbua, bán cái này đi. Lumbua 3, 2. Không có. Chúng ta sẽ đánh cái này một tí nữa. Đắc củ xuống ulti được. Ok. Đắc củ ulti được. Cá sống làm trâu còn tốt. Cố lên. Nên em sống tiếp đi. No, mất chuỗi rồi. Mất chuỗi rồi. Cái thế nhỉ, mình cất công từ nãy giờ để mình giữ cái chuỗi này. Cái thật đấy. Thôi, lên cấp 9 nè. Floor này không cần. Cấp 9. Ôi trời ơi. Tiếc quá. Quá tiếc. Mana, 20 mana. Cắt đi. Nạp của chúng ulti luôn. Một cần ulti nhiều cơ. Tiếc quá. Ui. Cái mana quá con cát không sống được luôn. Hay để lại cho nhau con cát này. Để lại cho nhau con cát không ta. Đúng, nó cũng sẽ mất thêm tí thời gian để công ty mà bù đại thì con này chẳng cần sống đâu. Con này sống trâu lắm rồi này. Chắc phôi 2 rồi thôi. Giống hết rồi. Ok, lên 9 thôi. Chẳng nuối tiếc gì. À, có nuối tiếc. Trời ơi, 100 máu của tôi. Tôi tiếc lắm. Tôi không làm gì được. Ok,
Suzuki. Thua Suzuki này. Đừng đùa, sắp thua đấy. Sáu máu đen thật đấy. Thên này. Có gì? Thiếu bao nhiêu nhỉ? 34, 32. Bán thằng này nữa là 28. 28 lên được. Lên 28 luôn cho nó đỡ mất thêm máu. Đỡ mất thêm máu là quá. Em thôi lên luôn được. Mất tí vàng. Omen này có grab rồi, cho nó vứt vào. Chọn chỗ. Một cắt hơi lâu rồi có mana nhá. Một cắt hơi lâu rồi mana nhá. Nhiều máu này không quan tâm. 3.000 máu nó chết được. Khoảng nào chết đấy. 10.000 máu. Nó 7.000 máu rồi. Con này 7.000 máu là máu gốc hay là máu đã tăng đấy. Cái này máu gốc nó đã tăng. Đồ này ok, ném này cho con Ulu vào đấy. Thiên sứ. Có liềm rồi. Liềm thì không quan tâm trời đất gì nữa. 20 à? 20 lên luôn. Lên luôn. Rồi, ta ném vào giữa. Ném cho ai ta? Cho ai ta? Rồi. Có một vàng này để tí nữa lấy con đi rắc nhé. Thêm đi rắc thì thêm Lily hoặc là nếu mà đồ ngon thì đánh thêm Illumia. Illumia cũng được. Rồi, mất nhiều máu quá. Có lẽ chúng ta phải đổi Zapraia sang cho con voi trắng. Đại lấy này cho con nắc. Đại cho con dầu. Bùng nổ do Azenka. Illu này. Illu được. Nhưng mà chưa có Dirac. Dirac đâu? Rumbua, Rumbua 1 à? Hèn vậy. Cái gì? Ngọc đại này. Em cái này cho con Azenka cũng được. Azenka xuống, con này ulti luôn. Ulti luôn. Xuống. Bay con rồng kìa. Ai để bay con rồng nhà mình vậy? Sợ thật. Liềm. Kích liềm. Nhảy. Ok. Đã thua thôi nhưng mà thiếu đi rắc. Chịu bùng nổ ném cho con đi rắc nhá. À ném cho con Azenka nhá. Azenka và này ném cho con Nakut. Sao bay rồi. Con này nó sẽ để đây. Thổi luôn. Luôn phải đẹp hơn. Đây đi. Đây thế. Đây. Phin Lily này. Gần Lily. Cần đi rắc. Cần đi rắc. Đây. Hai con luôn. Chờ đợi điều gì nữa. Này bay lên. Ok. Ôi. Nhận rồi. Mất một nhà hắc ám rồi. Xấu được không? À rồi còn đổi chỗ nữa. Nắc cụt này, Azenka này. Rồng này. Này mình cho con này. Mình cho con này. 40 ngọc. 40 à? Ôi chết nó không đủ này cho con Illu rồi. Mình phải cho con rồng. Cho con nắp rồi. Rồng. Rồng
Ok. Thời là thế. 1, 2, 1. Ok, con Illu thì sẽ được ulti. Ulti ngay không? Nhưng mà nó có cho thì tất nhiên không sao. Cái này ném cho con khác. Cho con Azenka đi. Cái này ném cho con Void. Xử lý cái đồ của con Azenka này cho con Lux. Ok, cái này là được rồi. Hai phát để con Illu ulti. Illu không ulti được, tuyệt vời luôn, người điểm. Thua, xứng đáng. Hắc ám thì nhà chưa đủ. Quên không để nhà hắc ám vào. Thật bất cẩn thế nhỉ. Hai lần bất cẩn luôn. Xứng đáng thua. Đan thắng tôi đi. Mà coi như là em hơi đánh ngu vãi. Em hơi đánh ngu vãi luôn ấy. Thật sự luôn. Mình ngu hơn. Đấy. Azenka với con rồng. Con rồng đâu. Azenka Man 2 Iraq. Khóa lại. Ôi trời ơi, đánh ngu thật sự. Trời ơi, ngu thật sự. Bây giờ ước gì có Illu à? Choi 20 mana, 40 mana. Để choi cho con ok hơn. Mình không ném choi cho con von khác. Và ném cái này cho con này Illu. Bây giờ thêm một đồ 40 mana nữa thì Illu mới ulti được ngay. Dạ ulti không ulti được ngay đâu này. Phải đánh thường một phát mới ulti được. Không có bán thần. Thương, ok. Thương thì ok rồi. Thương, đánh thương cho con Azenka. Không giả. Ok, phin. Lại hồi máu. Máu đánh cho Azenka nữa. Ok. Baby. Baby tonight. Dầu này. What is my target? Suzuki và một máu. Dan Snow và một máu. Thổi vào đây là nó thổi vào đây rồi. Gần như là thổi Dan Snow thôi. Dan Snow thì thổi vào đây là chết rồi. Chết tăng Dan Snow rồi. Thật sự. Ôi, thì đồ mình không muốn đi được ạ. Đừng cho con cát nó nhảy, đừng cho nó nhảy. Băng, đóng băng nó đi. Đúng rồi, đóng băng nó đi. Đấy, thấy chưa, thấy sức mạnh của ta chưa. Nếu mà cái này mà không có thêm cái tăng một tướng nữa thì tăng tướng. Không có, đồ phép, đồ gia dụng. Nhưng mà bán hai đồ này nhá. Cho các bạn tôi chơi đã. 40 mana rồi xong. Thế là con nắc cụt nó ném vào đây. Ok. Ti luôn. Giờ mình ti luôn. Illu lấy Illu 2. Đấy nó là Illu 2. Illu 2. Illu 2 ở đâu ta? Không có Illu 2 rồi. Không sao, nhất cái này Illu ulti được luôn này. Dan Snow à. Dan Snow cũng chả làm gì được mình đâu. Còn này Illu mình ulti luôn đấy. Dan Snow bèo này. Ủa sao ulti luôn. Ủa mà rồi mình tưởng con Illu mình thì ulti luôn được chứ nhỉ. Toán sai à. Đúng rồi. 40 à, phải đánh thương một phát. Tính sai ạ. Vâng sao. Lốt toán tí thôi nhưng mà không chết người. Nhìn chung cũng được. Đó, trận top 1 đầu tiên của mùa. Ôi dồi ôi, khổ quá. Cảm ơn các bạn đã dày công xem video của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.